chuyên ngập tràn. Con đường cha đi bao nhiêu đớn đau, nào ai có thấu. Thập giá đồi cao treo người yêu dấu, mang thương tích sâu. Chúa đau tội tình, nhưng vì thương mến hiến trọn thân mình. Theo đường cha đi, nay con quyết tâm tin yêu một người. Theo đường cha đi, con thôi lắng lo mặc bao giông tố. Vì tháng ngày qua con đường thập giá, con luôn thiết tha. Chúa ơi con nguyện thân này dâng hiến, sống đời nhân hiền. Người đời Chúa cất lên càng về mừng đường chân thật giá. Chúa hãy giúp con đức Giêsu chiếu thuyền đánh đòn, rồi trao lộc người để người chịu đóng đinh vào thập giá. Xin niệm vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã chấp nhận bị chống đối, bị lên án, bị nhục mạ, bị đánh đòn và bị trao lộc để người ta đóng đinh vào thập giá. Là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu có thừa quyền năng để tự giải thoát mình khỏi khổ hình thập giá. Nhưng người đã không làm như vậy, người đã chấp nhận chịu thiệt thân trước thế lực sử dữ, để rồi chiến thắng chính sử dữ. Người sẵn lòng tự hiến thân mình để lên nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cũng gặp nhiều điều nghiệt ngã, nào là bệnh tật, nghèo khổ, bị người khác khinh chê. Mỗi lần như thế, xin cho mỗi chúng ta biết học lời Chúa, dám can đảm chấp nhận hy sinh, chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận chịu thiệt thòi, chấp nhận bị đau khổ thay cho hoặc vì người khác. Này cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chấp nhận bị người đời chống đối, lên án, nhục mạ, đánh đòn và trao lộc để chịu đóng đinh vào thập giá. Xin Chúa cũng giúp mỗi người chúng con dám chấp nhận chịu thiệt thòi để chu toàn trách nhiệm và bổn phận của người con, của người vợ, người mẹ, của người chồng, người cha trong gia đình. Nhờ đó, gia đình chúng con được kết hợp với cuộc cổ lạc hồng phúc của Chúa giữa trần gian. Amen. Cha đi bao nhiêu khó nguy, chuyên chuyên ngập tràn. Con đường cha đi bao nhiêu đớn đau, nào ai có thấu. Thập giá đồi cao treo người yêu dấu, mang thương tích sâu. Chúa đau tội tình, nhưng vì thương mến hiến trọn thân. Theo đường cha đi, nay con quyết tâm tin yêu một người. Theo đường cha đi, con thôi lắng lo mặc bao giông tố. Vì tháng ngày qua con đường thập giá, con luôn thiết tha. Chúa ơi con nguyện thân này dâng hiến, sống đời nhân hiền. Người đến Chúa cất lên càng về mừng
thập giá, Chúa hỡi giúp con theo trên cha này. Ra đồi cao treo người yêu dấu mang thương tích sâu. Chúa đâu tội tình nhưng vì thương mến hiến trọn thân mình. Theo đường cha đi, nay con quyết tâm tin yêu một người. Theo đường cha đi, con thôi lắng lo mặc bao giông tố. Vì tháng ngày qua con đường thập giá, con luôn thiết tha. Chúa ơi con nguyện hân này dâng hiến sống đời nhân hiền. Tình người về đến Chúa cất nước đi. Đường chân thâm giá, Chúa hãy giúp con theo chân cha này. Tình người bờ bên, Chúa cất bước đi, tan về nhục hình. Đường chân thâm giá, và đưa Chúa vạn đời đời. Tin mừng theo Thánh Gioan. Bấy giờ ông Giô-sép và ông Ni-cô-đêm-ô lãnh thi hài Đức Giê-xu, lấy băng vải tầm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giê-xu bị đóng đinh có một cửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ này gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-xu ở đó. Xin niệm, sau khi đã hoàn tất công trình cứu độ, trong sự vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha, Đức Giê-xu được an táng trong mộ. Tuy nhiên, việc an táng này không làm cho thi hài Chúa Giê-xu bị hư hoại đi, nhưng là chuẩn bị cho cuộc phục sinh của người sắp tới. Cái lý của thủ tạm là phải chết, phải chịu sự hư hoại, chẳng ai tránh khỏi cái chết. Cũng vậy, chẳng có sự giữ nào trường tồn mãi mãi mà không tới ngày diệt vong. Vững tin, vững niềm tin như thế, người ta cần dưỡng nuôi niềm hy vọng khi đứng trước nghịch cảnh. Vững niềm tin như thế, người ta cũng cần đào hố chôn đi những lầm lỗi của mình. Chôn đi không có nghĩa che giấu, chôn đi và từ bỏ với hy vọng mình sẽ phục sinh trong con người mới, con người của ân sủng. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, sau khi hoàn tất công trình cứu độ, Chúa đã an nghỉ trong mộ để chờ ngày sống lại. Trong đời sống hiện tại, xin cho chúng con biết học lời Chúa để nhận ra những hèn yếu của mình, và cũng để chúng con mạnh mẽ hoàn toàn dứt bỏ chúng. Xin Chúa giúp chúng con sau khi đã lìa bỏ những tội lỗi của mình,
chúng con sẽ được Chúa phục sinh, đổ tràn đầy hồng ân, hồng trở lên những người con mới. Lời kết. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa bước theo hành trình thập giá để tưởng niệm, để chiêm ngắm và để gắn kết cuộc sống chúng ta vào thập giá tình yêu Chúa. Rồi đây, khi trở về với cuộc sống gia đình, cuộc sống thường nhật, chúng ta sẽ thấy tất cả những khó khăn, thử thách, những đau khổ, tội lụy của đời sống vẫn còn đó. Nhưng chúng ta không đau khổ, không tuyệt vọng. Bây giờ gia đình chúng ta đã được kết hợp với thập giá Chúa Giêsu. Thế nên, chúng ta không đơn thương độc mã trên đường đời, nhưng chúng ta có Chúa Giêsu cùng hiện diện và đồng hành, chính người yêu thương và cùng đồng lao cộng khổ với gia đình chúng ta. Người sẽ kết hợp chúng ta vào thập giá của Người và dâng lên Thiên Chúa Cha như một hiến lễ tinh tuyển, không tỳ hố, không vết nhăn. Vậy chúng ta hãy quay trở về với đời sống hàng ngày để hân hoan vui sống, để yêu thương tin tưởng và để phó thác cậy trông. Lạy Chúa Giêsu, xin đồng hành và ở lại với mỗi người chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin đồng hành và ở lại với tất cả mọi người chúng con sẽ gặp gỡ. Chúa ơi con nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho cộng đoàn chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Chúa anh chị em luôn được bình an. Amen. Vào trên mọi tên vọng, từ đầu mùa trai giáo hội đã đưa chúng ta ngày càng gần tới thân tịnh cứu độ, mà cao điểm là 3 ngày cuối tuần thánh gọi là tam nhật vượt qua thân tịnh trang chứa yêu thương thứ 5 tuần thánh, thi tịnh u sầu thứ 6 chịu nạn. Đêm nay kết thúc với niềm vui hùng tráng trong khúc ca khải hoàn. Đêm nay là đêm ánh sáng, vì bóng tối sự chết đã bị đẩy lui. Là đêm vượt qua mới, vì bao tâm hồn đã vượt qua giếng cửa tội, bước sang cõi sống. Vì chính là đêm Đức Kitô sống lại, tảng đá cửa mộ đã bật tung. Chúa Kitô chiến thắng tử thần, bước ra khải hoàn, đem lại sự sống bất diệt cho toàn thể nhân loại. Lễ nghi đêm nay gồm 4 phần chính: làm phép, nửa mới và công bố tin mừng phục sinh. Phần thứ hai là phục vụ lời Chúa. Phần thứ ba làm phép nước rửa tội và tuyên nạn lời hứa khi chịu cộng đoàn đứng. Đoàn lễ nghi tiến tới bàn làm phép nửa. Bởi vậy, cha chủ tế tiến hành bàn phép lửa. Trước hết, cha chủ tế chào cộng đoàn và xin lời giám hộ nhắc nhở chúng ta ý tưởng chính của đêm nay. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Đức danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này,
nên Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại mà thanh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và xuất sẵn cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ cùng người chiến thắng sự chết và cùng người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Cha chủ tế đọc lời nguyện làm phép lửa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đến dài sang vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tin yêu. Xin thanh hoa ngọn lửa mới này và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây lửa này đã là lửa thánh, tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô. Lửa này sẽ dùng sắp thắp lên ngọn nến phục sinh, là biểu tượng Chúa Kitô. Chúa Kitô đã dùng khổ hình thập giá để chiến thắng tội lỗi. Cha chủ tế vẽ hình thánh giá trên nến phục sinh. Đức Kitô vẫn là một. Khi vẽ nét ngang, Ngài đọc: hôm qua và hôm nay. Vì Đức Kitô là Thiên Chúa vĩnh hằng, là nguyên thủy và là cùng đích, tượng trưng bằng hai chữ đầu và cuối của bản mẫu tự Hy Lạp và là Alpha và Omega. Cha chủ tế viết chữ Alpha trên đầu thánh giá, Ngài đọc: là Alpha. Cha chủ tế viết chữ Omega phía dưới thánh giá và đọc: và Omega. Chúa Kitô xuống thế đã mở ra cho chúng ta một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của giáo hội, kỷ nguyên của công lịch, nên cha chủ tế ghi bốn chữ số niên hiệu hiện tại 2013 ở bốn góc thánh giá. Khi ghi chữ số thứ nhất ở góc trên bên trái, Ngài đọc: người là khởi nguyên và tận cùng. Khi thứ hai ở góc bên trái, Ngài đọc: người làm chủ thời gian. Khi ghi chữ số thứ ba ở góc dưới bên trái, Ngài đọc: và muôn thế hệ. Khi ghi chữ số cuối cùng ở góc dưới bên phải, Ngài đọc: vạn tuế Đức Kitô đấng vinh hiển và quyền năng vạn vạn tuế, amen. Tất cả các biểu tượng hiện các hiện vừa rồi, Chúa Kitô đã làm chủ không gian và thời gian, nắm quyền thống trị trời đất đến muôn đời, vì người đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Người đã hiển trị nữ Chúa Cha. Chúa Kitô sống lại nhưng trên thân thể sắc hiện của người, nhắc nhở chúng ta muốn vào cõi vinh. Con đường thập giá, cha chủ tế cắm năm hạt hương trên hình thánh giá của nến phục sinh. Khi cắm hạt hương thứ nhất, Ngài đọc: vì năm vết thương. Khi cắm hạt hương thứ hai, Ngài đọc: vì
Chí Thánh và Vinh Hiển. Khi cắm hạt hương thứ ba, Ngài đọc: Xin Chúa Kitô. Khi cắm hạt hương thứ tư, Ngài đọc: Gìn giữ. Khi cắm hạt hương thứ năm, Ngài đọc: Và bảo vệ chúng ta. Amen. Biểu tượng đã hoàn tất. Lễ phục sinh xứng đáng là biểu tượng Chúa Kitô xứng đáng tiếp nhận ngọn lửa vừa làm phép. Cha chủ tế lấy lửa mới thắp trên nến phục sinh và đọc: Xin Đức Kitô đứng phục sinh vinh hiển chiếu rải ánh sáng của người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Bây giờ cha chủ tế bỏ hương bắt đầu cuộc kiểu nến phục sinh lên cung thánh. Ăn sáng Chúa Kitô. Lần thứ hai cha chủ tế dơ cao lên của đời tổ tiên qua sự nghiệp thương mến với thánh cha, tất cả đến của đoàn lễ nghi đều được thắp sáng. Ánh sáng Chúa Kitô từ hồ thánh chiếu soi khắp trần gian, ánh sáng đó soi sáng và đem niềm hân hoan tới vị thủ lĩnh của
dân người làm cha, và trong thời đại cuối cùng này, người lại sai con một đến giúp đỡ chúng ta thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà người đã khởi sự trong một việc vừa qua. Xin những thời hoàn hồn muốn hỏi, xin những lời câu bà cùng lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1, lời Chúa trong sách Sáng Thế. Lúc khởi đầu, khi Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm, và thần chỉ Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán, phải có những bờ sáng trên bầu trời để phân rẽ ngày và đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ ngày và năm. Đó sẽ là những bờ sáng trên bầu trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra hai bờ sáng lớn, bờ sáng lớn hơn để điều khiển ngày, bờ sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao, Thiên Chúa làm các bờ sáng trên bầu trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Có một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát, dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm bắt con người ra hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để có người làm bảo chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa phán với họ, hãy xin xôi đầy mặt thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi thứ vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mát lành giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây trái lành giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi loài dã thú, chim trời, mọi vật bò dưới đất và có sinh khí thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền nói như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc của người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa. Ngài như che được phương thức vừa luôn luôn yêu biết rằng công trình tạo thành vũ trụ vừa bắt đầu khi đã vì diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô vẫn hy sinh và chiến lấy vượt qua đôi chúng con trong thời sau hết còn vì diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngài sống và hiện trì cùng Chúa hiện đã với Chúa nên thần đến muôn vua muôn đời. Mời ông bà. Bài chính các tạo thế hồi đó Thiên Chúa thử lòng ông Abraham, người gọi ông Thank you.
Thank you.
Thank you.
ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ăn mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi Đức Giêsu vào, họ không kính như hài Đức Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi đầu xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là không người phải bị đột vào tay quần tội lỗi và bị thắng chết và thật chán rồi ngày thứ ba sống lại. Bây giờ các bạn nhớ lại những điều Giêsu đã nói khi từ mộ trở về, các bạn kể cho nhóm 11 và mọi người khác với tất cả những sự kiện ấy. Mấy bà nói: đây là bà Maria Magdalena, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Jacobê. Các bà khác cùng chi với những bà này cũng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Dù vậy, ông Phêrô đứng nguyên cạnh các hộ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những thân điệu thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi con lời khen Chúa. Rồi đặt ở trong cái tầng mộ mà người đã làm đã làm. Với Đức Giêsu chiều hôm đó, người ta phải mà xin Pilato để hạ xác cô và mai táng Đức Giêsu, và kể cả phẩm liệm Chúa cũng còn vội vàng. Vì vậy mà các bạn không yên trí một chút nào cả, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần để chờ con ngày Sa-bát, các bà đã ra mộ để thăm viếng. Khi mà các bà đã thấy tảng đá lăn ra và không thấy Chúa đâu, họ còn đang phân vân thì có hai người đàn ông mặc y phục sáng chói đứng bên họ và hai thiên thần nói với các bà rằng: sao các bà lại tìm người sống giữa kẻ chết? Ở đây thiên thần nhắc cho các bà rằng Đức Giêsu không chết nữa, mà các bà chỉ đi tìm. Thiên thần loan báo cho các bà như vậy thì các bà đã vội là chạy về để báo cho 11 môn đệ, 11 tông đồ. Và các tông đồ thì cũng chẳng tin. Làm sao mà tin được mấy bà này vớ vẩn, ở sáng sớm lờ mờ đã ra mộ làm gì, rồi về lại loan báo Chúa đã sống lại, thầy đã sống lại, mà các ông cho rằng đây là chuyện vớ vẩn, không tin. Như thế các tông đồ đầu tiên cũng chưa nghĩ gì, chỉ thấy có thân điệu. Rồi Phêrô đến sau, Phêrô yếu hơn, chạy chậm hơn đến sau. Ông đã cúi xuống nhìn và chỉ thấy thân điệu. Rồi ông trở về nhà và rất đỗi ngạc nhiên về sự việc Chúa không còn ở đó nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là các bà đi ra sức dầu không nghĩ về việc Chúa sống lại, rồi các tông đồ lực các bà về văn báo đã sống lại rồi, nhưng mà các ông cũng cho rằng các bà nói chuyện vớ vẩn và các ông cũng không tin, mặc dù Phêrô đã ra để nhìn mộ và không thấy Chúa đâu, nên các ông cũng là chưa có một mối quan niệm về việc phục sinh của Đức Kitô. Chỉ Đức Giêsu hiện ra nhiều lần để cùng ông. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thánh hóa nước này, để những ai nhờ nước này mà được tái sinh.
cũng được hợp đoàn với con cái Chúa trong Đức Kitô. Nghi thức làm thêm đức đêm nay là một nghi thức rất trang trọng, cũng như trước mọi việc quan trọng khác, giáo hội lữ hành cần được sự giúp đỡ của các thành viên trên trời là Đức Mẹ, các thánh. Vì vậy mọi người chúng ta sốt sắng hát tin cầu các thánh. Thank you.
đã được chim nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ có chết sống lại và đang được tin cứu Chúa Cha Con. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính hội giáo hội thánh điện và tôn giáo, tin hội nhiệm việc không cho chân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác hàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Này Thiên Chúa và Thân và Cha Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi hòn tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn cùng chúng ta luôn kết hợp Chúa Kitô để được sống muôn đời. Amen. Chúa Kitô đã chịu chết và thổ ra để cứu chuộc chúng ta.